lên ghe mạnh nữa. Cho miếng ga lên đi. Cho miếng ga lên cho quay nhanh nữa. Rồi ok ok. Rồi, lên xe đi, lên xe. Skoda V52. Giờ lên xe nha mọi người. Giờ lại. Chạy đi anh lên. Anh luôn, tề thi mà sợ chết anh sợ. Chạy đi á. Về nói vợ mở VT1 á nha. Khỏi luôn anh chạy đi. Có ông Bảy lo anh cứ chạy đi không sao nữa. Xe này xài đuôi sới này thì biết bao giờ mà hư được xe. Coi đèn điện đâu còn không anh? Rồi, ok. Mà 67 đồ xong rồi, hôm qua giờ mà có ngày chuyển sang hệ thống thủy lực bằng cơ nên là nó hơi lâu, giờ mới lên xe. Rồi lên. Lên nào nào cũng tháo sới ra. Tắt đèn trước luôn anh ơi. Tắt cái đèn trước anh ơi. Đề thi mà chết chóc vậy sợ. Có Tăng Tăng Thành á, cái bộ ở đây sát bên cửa hàng Nhật Minh, mọi người thấy nha, cổng bên này nè. Còn đi hướng thành phố xuống thì nó nằm gần thép Việt Đức, sát bên cửa hàng Tăng Phú Dư. Đây thì nó chưa có địa chỉ nhà mà có hàng rào lối rồi giờ thấy. Bốn sáu là ba em về chung một nhà. Ông già ơi. Ông già ơi.
quay quay dòng chạy xe lên. Đây là đèn đại hạnh mới lắm mà. Đó mùa cây dài dữ hả? Ừ. Trời ơi. Cây đâu giữ cây kia nữa. Lát khỏi lấy luôn. Làm gì? Võ mới chạy mà đâu có. Đó, không qua tới giờ mới chạy không gì nữa. Tắt vào.